lần đầu tiên thấy chiếc BF nhỏ này các bạn, 5550 mà sao leo qua quay được đây. Đang đứng trong cái hàng rào vườn cao su của người ta nè, hàng rào lưới B40, không phải lưới kẽm gai á. Bây giờ nó đang chạy ngoài đây nè, chạy tốc độ kinh khủng đó các bạn, ra ngoài chạy theo cũng không kịp đó, các bạn thấy chưa đó. Này chắc mấy máy chảo đây, sao chảo quá quá các bạn ơi, kinh khủng luôn ha. Thằng này với thằng M7000 không biết nào mạnh hơn hết các bạn. M7000 không biết nhỏ hơn này không. Bữa mình có quay M7000 mà hình như thấy chắc nhỏ hơi sát hơn này quá. Ôi ơi, giờ nó chạy rồi. Quá xá luôn. Chỉ thấy một cục trắng tươi ha, bụi không. Đó, giờ đi xuống nè. Xe này còn mới lắm các bạn ơi, còn quá mới luôn. Chạy dài quận nữa là xong rồi, nó đất còn bị ngang nhỏ xíu. Chạy dài quận đi, không về ăn cơm nữa. Quá bụi luôn. Rồi, chuẩn bị đua tiếp các bạn. Thank you.
Nghỉ luôn rồi. Nghỉ ăn cơm luôn hả? À. Mình mới thôi bụi cái điện thoại. À, anh có cùng chuyện chút. À, để mình chim ngửi em nói nha các bạn. Đây hơi ngược sáng nè. Đó, các bạn thấy mới không? Đèn. Đèn này chắc một cây chánh, một cây cây đèn nhỏ trong là mình độ ha. Hay là của nó riêng của nó biết đèn này giống đèn này đi sương mù á. Đây mình lần đầu tiên mình thấy con 550 nha các bạn. Đây là chỗ của tài xế ngồi nè. Đẹp quá ha. À, đây là vỏ xài đế của DGC. À, nó là 13636 nha các bạn. Thì sao 636 là bánh sau. Bánh trước nó là nhiêu đây? À, nứt hết rồi. Bánh trước nó nứt hết quá rồi, không thấy luôn. Nó là 19 á. Bánh trước nó là 19. Đó, bên đây nè. Nước sơn còn ngon quá, quá đẹp luôn. Đó, này là bốn máy quá. Bốn máy ha. Đẹp ha các bạn. Nước sơn này nước sơn riêng luôn. Cầu thang xe quá đẹp luôn. Biat 550. Đây là chảo 6 nè. Cái này là càng chảo này có để số điện thoại rồi nè, 0276 381 3161. Cái này thì không có để tên cái xưởng nào làm nha các bạn. Đây là toàn cảnh em nói đây các bạn. Cái cảng cái trước nè. Cái này các bạn, cái này kêu quản gì? Cái dòng trên nè. Đó, gắn này vô nhìn thấy hầm hố ghê ha. Đây như là cái thì kêu cái cảng ở trước đi ha. Mình cũng không rành lắm. Đó, quá đẹp luôn. Đi vòng vòng ha, đây vòng đây là vòng thứ hai. Thấy mấy cây đẹp là phải đi vòng vòng ha các bạn. À, đây nãy giờ còn thấy chưa thấy này nữa nè. Đó. Các bạn thấy hai đèn led hai bên không? Đó, chỉnh môi nè, đậu hai đèn led hai bên đó. Đây coi bên trong môi kìa. À, em bình thường có cái bật gió nè. Có cái rùa nè, bỏ lết nè, đồng nghề đi cài mà các bạn phải đem theo chứ. Giữa đồng, cứ kiếm đầu ra. Đi xa xa ngắm cho em nó toàn cảnh cái nữa coi. Đó các bạn. Rồi bây giờ mình đã kết thúc video nha luôn nha các bạn. Rồi chào tạm biệt các bạn nha. Hôm nay quay được con BF 550 quá đã. Rồi bye bye các bạn.